nhóm 30 thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí hẹn đánh nhau. Ngày 25 tháng 6, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tàng trữ nhiều hung khí nguy hiểm để chuẩn bị đánh nhau, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Trước đó, khuya ngày 21 tháng 6, đội cảnh sát hình sự phối hợp tổ tuần tra đặc biệt 171 tuần tra, chốt chặn đã phát hiện và kiểm tra hành chính đối với VPD, sinh năm 2005, LSH, sinh năm 2007 và VHP, sinh năm 2007. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận nhóm có khoảng 20 người tụ tập chuẩn bị đánh nhau với nhóm khác đến điểm hẹn nhưng không gặp đối thủ, nên cả nhóm đăng ảnh lên mạng xã hội để khiêu khích. Công an thị xã Bến Cát đã triệu tập 30 nghi phạm tham gia nhóm đánh nhau để làm việc. Truy xét nơi ở của nhóm nghi phạm, cơ quan công an thu giữ 12 dao tự chế, mã tấu và nhiều hung khí nguy hiểm khác. Hiện vụ việc được công an thị xã Bến Cát thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.